rất là sáng tạo. Là sáng tạo luôn. Đó, đầu chú xin mến chào bạn nha. Hôm nay mình gặp một chú nông dân, chú sáng chế cái bộ đề rất là sáng tạo các bạn. Đây là cái đầu máy Mitsu. Mitsu máy gì chú hả? Bốn ngựa ha. Dạ, bốn ngựa nhưng trong một trái. Chú truyền qua bên này chú làm cái bộ đề. Cái đầu cái bộ ly bên này chắc 8 băng quá chú ha. 6 phần bù ly trên là 6 phần, bù ly trên bù ly dưới là 2 tấc quá ha chú ha. Các bạn đề cái đầu máy 33 đó. Cái bù ly trên là 6 phần, bù ly dưới là 2 tấc, đề cái đầu máy 33 các bạn. Thì vì lý do là chú quay không có nổi các bạn, do đó nên chú sử dụng cái này để mà đề. Đề rất là hiệu quả luôn. Một vụ vậy là chú đề chỉ nửa lít dầu, nửa lít xăng hay gì đó là đề miên vụ luôn. Ít ăn xăng lắm. Để đây đề đó. Bên này thì chú làm một cái giống như cái bản lề vậy bạn. Các bạn thấy chưa? Giống như bản lề vậy thôi chứ không có gì chứ. Xíu nữa đây thì chú gắn cái bu ly dưới vô cho bạn xem nha. Rồi chú đề lên cho bạn xem. Bu ly dưới thì chú đề xong rồi chú để đây nè. Đó, chú để chú máng đây nè. Đó, để xong rồi máng đây. Chú thì quay máy dầu máy D33 này thì mấy người già á bạn. Thì đời không đời thì quay cực lắm. Còn mua cái bộ đời mà mua kia thì nó không có bền bằng cái này. Mà cái giá trị của cái bộ đời thì nó cũng tương đương với cái máy này nha bạn. Mà cái kia thì bền thì nó không có bền bằng cái này đâu. Ở dưới thì chú gian gân nè, bạn thấy chưa, dưới thì gian gân nè. Đó, bây giờ thì chú lấy cái bu ly lại để gian vô. Đó. Đây là cái bu ly mà chú gian gân vô là gian gân ngược cái chú ha. Gian cẩn thận ha. Cái đầu máy thì nó chạy trái. Dạ, đầu máy là đầu máy chạy trái ha. Mới đấu ngược thôi nè. Dạ. Chưa. Rất là sáng tạo. Là sáng tạo luôn. Bắt đầu là chú giật máy nè. Đó, đầu là chú
đang sử dụng cái máy chặt đất. Máy D33 này thì mấy người già già là quay không có nổi đâu các bạn. D33 này thì cực mạnh các bạn.